nào cùng bơi. Người trẻ say, đội bay chúng ta sẽ nâng cơn cái cơn bay. Sẽ cùng nhau đi dịp Marty, Lucy và Travel O. Jack cực kỳ xuất sắc và luôn hoàn thành nhiệm vụ cao. Quan sát, người trẻ sang, bưu phẩm, chuyển đến thời gian. Khi xử lý những nhiệm vụ khó, để mọi người không còn nhăn nhó. Nào cùng bơi, người trẻ say, đội bay chúng ta sẽ nâng cơn cái cơn bay. Nào cùng bơi, người trẻ say. Mình nóng lòng muốn biết nhiệm vụ ngày hôm nay quá đi. Mình cũng vậy. À, bạn là một trong những anh hùng điện quang mới của đội bay siêu đẳng phải không? Đúng, mình là Travel sơ nổi, máy bay du hành thời gian mà. Tuyệt quá, đi chuẩn bị cho nhiệm vụ của tụi mình thôi. Nhiệm vụ hôm nay của các bạn sẽ đến Joseon, là một quận của nước Hàn Quốc, một nơi nổi tiếng với quái thạch khủng long. Cậu bạn Siho của chúng ta đang sống ở đó. Cậu ấy và bố của mình đã phát hiện một dấu chân khủng long khổng lồ. Và Siho muốn biết loài khủng long nào đã tạo ra nó. Mình hy vọng tụi mình có thể tìm ra được. Bạn sẽ làm được, bởi vì tụi mình đã chuẩn bị một thứ rất hoàn hảo để giúp đỡ bạn ấy. Tất cả được đóng gói và sẵn sàng vận chuyển. Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ. Con nghĩ đây là dấu chân lớn nhất từ trước đến nay luôn đó ba. Ba đồng ý đó. Ba chưa bao giờ nhìn thấy dấu chân lớn như vậy hết á. Thật là tuyệt vời mà. Con thật sự muốn biết loài khủng long nào đã tạo ra nó. Nếu có đội bay siêu đẳng ở đây thì hay quá rồi. Tụi mình đến rồi, luôn sẵn sàng giúp đỡ với tốc độ siêu ánh sáng. Mình là Jetty Chấp, luôn luôn đúng giờ. Và mình là Travel sôi nổi, du hành thời gian thật là tuyệt. Anh Nhân, đội bay siêu đẳng. Mình là Chiho, còn đây là ba của mình. Anh Nhân. Anh Nhân chú. Anh Nhân chú. Ồ, trong bưu phẩm đó có thứ giúp chúng ta khám phá được loài nào đã tạo ra dấu chân này, có đúng vậy không? Sao bạn không thử xem đi. Hả? Đất sét sao? Mình có thể làm được gì với thứ này đây? Ồ, ba biết rồi. Chúng ta có thể ấn nó vào dấu chân và tạo thành một cái khuôn. Sau đó con có thể so sánh cái khuôn này với một vài dấu chân của khủng long đó con. Nhưng ba ơi, làm vậy đâu có được đâu. Khủng long không còn tồn tại nữa mà. Nhưng chúng có tồn tại trong quá khứ. Làm sao chúng ta tới đó được? Mình có thể giúp, thấy chưa? Mình là đội bay siêu đẳng du hành vượt thời gian. Mình có thể đưa tất cả chúng ta về thời đại khủng long luôn. Không thể nào. Bây giờ chúng ta hãy làm khuôn ngay, rồi sau đó xuất phát thôi. Đẩy, đẩy, đẩy. Rồi sau đó giảm, 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 giảm. Trải đều nó ra, rồi sau đó. Rồi sau đó gắn tay cầm. Ồ, đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta có thể đi đến thời đại khủng long được chưa hả? Đương nhiên rồi. Travel, đưa tụi mình đi đi. Được thôi. Đã đến lúc quay ngược thời gian rồi. Tiếp sắp, mình đã sẵn sàng rồi. Cùng quay về quá khứ trong nháy mắt thôi nào.
tuyệt vời. Mình cũng thấy ấn tượng với chính mình luôn đó. Chúng ta thật sự đã đến thời đại khủng long rồi nè. Khủng long đã tạo ra dấu chân này chắc hẳn phải ở đâu đó quanh đây thôi. Hả? Có lẽ chúng ở gần đây. Chúng ta đi tìm thử xem sao. Mình nóng lòng muốn được nhìn thấy các bạn khủng long quá đi mất. Chúng ta phải tới gần hơn nữa. Đằng kia kìa. Mình nghĩ đã tìm thấy một con rồi. Wow, khủng long Ankylosaurus. Nhưng mình nên kiểm tra chân của nó như thế nào đây? Để đó cho mình. Đây nè, khủng long. Khủng long. Tới đây ăn vài món ngon đây. Mau lên. Tới đây, đây là cái lá tươi mà cậu thích nhất nè. Đúng rồi, Ankylosaurus. Đừng để ý tới bất cứ điều gì đang diễn ra sau lưng của cậu. Thử lại lần nữa nha, được không? Cẩn thận nha. Bạn ấy có khớp không? Không đâu. Đây không phải dấu chân của bạn ấy đâu ba. Chỉ cần để cậu dương cao một chút thôi, bạn thân mến. Cố lên nào, bạn có thể làm được. Tuyệt vời, giữ chân thẳng nha. Wow. Nhẹ nhàng và im lặng, tiếp tục ngủ đi chú chim lớn. Hả? Xin chào. Việc này khó hơn mình nghĩ rất là nhiều luôn. Phải, mình cũng thấy vậy. Nè, sao mặt đất lại lắc lư vậy? Hả? Nhanh lên, nấp vào bụi cây. Ôi không, đó là mấy bé khủng long sợ. Nó đang làm em bé khủng long hoảng sợ. Chúng ta phải ngăn nó lại mới được. Mình có ý tưởng này hay lắm nè. Mình sẽ dừng thời gian lại và chết. Cậu sẽ tóm mấy bé khủng long lại. Thời gian, đứng yên. Thật là kỳ diệu. Rất tuyệt có đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên. Nó không giữ được bao lâu đâu. Chuyện nhỏ. Đã đến lúc cải thiện mọi thứ rồi. Chết siêu điện quang. Được rồi kìa. Thật tuyệt vời. Chúng ta phải đi thôi. Nhảy lên nào. Tốc độ điện quang. Hả?
đang gặp rắc rối lớn rồi nè. Không, dừng lại. Đó là mẹ của bé khủng long á. Tạm biệt bé khủng long nha. Nhìn kìa, bạn ấy để lại dấu chân để chúng ta kiểm tra. Đi thôi nào. Mình hy vọng chính là nó. Hoàn toàn phù hợp luôn. Quang hơ, chúng ta đã tìm thấy con khủng long đã tạo ra dấu chân này rồi. Và chúng ta đã quay trở lại. Mình nôn nóng muốn cho mọi người biết tụi mình đã trở về quá khứ và tìm thấy con khủng long đã tạo ra dấu chân này quá đi. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn nhiều. Du hành vượt thời gian không bao giờ là chán. Cha, có vẻ như tụi mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Ba, hai, một, phóng. Đội bay siêu đẳng giao hàng tận nơi.